Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo. Tập 94. Chương 931: Nhân ngoại hữu nhân. Dân chúng biết được tin tức, liền huyên náo không thôi. Tuy rằng rất nhiều người không rõ quan hệ lợi hại trong đó, nhưng mà không ảnh hưởng bọn hắn tham gia náo nhiệt, tham dự vào thảo luận với đồng bạn. Ngươi thấy ảnh trước sau của Kiện Tinh chưa? Thật sự quá rung động. Đây là chuyện mà chỉ có thần mới là được đi. Đương nhiên rồi, ta còn lưu trữ lại đấy. Đặc biệt là tấm hình cuối cùng kia, từ trên tinh cầu phun ra cột sáng chói mắt, quá đẹp mặt rồi. Có thể tự mình trả qua sự kiện ghi vào trong sử sách, coi như ta sinh không uổng phí rồi. Ta thật sự rất hiếu kỳ, đây rốt cuộc làm thế nào mới được? Ma pháp sư mạnh nhất thế giới sẽ làm được điểm này chứ? Ma pháp sư có thể làm được sao? Không hẳn như vậy. Các ngươi nói, có phải là ảnh bị chỉnh sửa không? Chuyện này có chút không giống thật. Hắc. Giả không được, đêm hôm đó, ta dùng kính viễn vọng tận mắt thấy được đạo ánh sáng trong bầu trời đêm đấy, chiếu rất lâu. Không chỉ có ta, còn có rất nhiều người thấy được. Con người, thật sự làm được điểm này sao? Vậy cũng khó nói, có thể là thần. Ta muốn trở thành ma pháp sư, đáng tiếc ta không có thiên phú. Nghe nói, không có thiên phú cũng có thể trở thành ma pháp sư. Hít, thật không? Thành phố Tân Kỳ, trong điện Hòa Bảo. Nhưng chủ nhân điện Hòa Bảo lúc này đã không còn phải Lạp Đạt, mà là trợ thủ của Lạp Đạt, Đỗ Mông. Đỗ Mông từng bị Tô Hạo nhốt trên đảo một đoạn thời gian, được gọi là người gần nhất với người kia, sau đó bị Lạp Đạt trực tiếp chỉ định kế thừa danh hiệu Hòa Pháp Sư. Trên thực tế, Đỗ Mông cùng Tô Hạo chưa từng nói với nhau dù chỉ một câu. Đỗ Mông lúc này cũng già rồi, xem ra đã kiên trì không còn được bao lâu, lại phải đổi một đời Hòa Pháp Sư mới. Đáng tiếc chính là, hắn đã không còn lựa chọn thích hợp, bởi vì Pháp Sư tiếp xúc với Tô Hạo hầu như đều đã lìa đời. Một khi chọn một người không quen biết với Cổ Duy, để hắn dùng Hiệp hội Pháp Sư nhảy ra làm loạn, quả thật chính là tai nạn. Dưới suy nghĩ của Đỗ Mông, Phi Viên chính là người thích hợp nhất đảm nhận vai trò Hòa Pháp Sư, nhưng vô luận hắn trao đổi với Phi Viên thế nào, thì đối phương cũng không muốn tiếp nhận vị trí này. Ma Pháp Sư khắp thiên hạ đều thèm nhỏ dãi vị trí Hòa Pháp Sư, nhưng Phi Viên lại chê như chê rác. Phải biết rằng, vị trí Hòa Pháp Sư chính là đế vương ở thế giới này, quyền lực thông thiên, thuộc về vị trí trên đỉnh xã hội. Hắn thật sự không nghĩ ra vì sao có người lại chê loại du hoặc này. Bất quá, sau khi nhìn thấy tin tức ở Kiện Tinh, Đỗ Mông cũng không còn lo lắng vị trí Hòa Pháp Sư sẽ do ai kế nhiệm. Bởi vì do ai kế nhiệm đều không quan trọng. Chỉ cần là người tỉnh táo, biết được chuyện trên Kiện Tinh, đều hiểu được chỗ đáng sợ của Cổ Duy tiên sinh, sẽ không có người nào dám làm sằng bậy, đem Hiệp hội Ma Pháp Sư đẩy vào chảo lửa. Hắn còn nhóm lửa thêm, dùng con đường Hiệp hội, đem chuyện ở Kiện Tinh truyền bá ra ngoài. Lúc này trong phòng hội nghị, đám cao tầng Hiệp hội ngồi lại với nhau, số lượng lên tới mấy trăm người, triển khai thảo luận sự tình ở Kiện Tinh. Đương nhiên, cũng có người đối với việc này đưa ra thái độ hoài nghi, Hòa Pháp Sư Đỗ Mông chỉ nở ra nụ cười nhàn nhạt nói. Không cần nghi ngờ, đây chính là thủ bút của Cổ Duy tiên sinh, ta đã thông qua con đường đặc thù, lấy được xác nhận của đối phương. Hơn nữa, ta thừa nhận chư vị đều là người có quyền thế ở đây, là ma pháp sư ưu tú, bác học nhất, gọi là thiên tài cũng không quá đáng. Thế nhưng mà, phải biết rằng trên thế giới rộng lớn này, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chúng ta tài giỏi, nhưng luôn có người lợi hại hơn chúng ta, luôn có người làm được những chuyện người khác không làm được. Chư vị, xin hỏi, thừa nhận người khác ưu tú, khó khăn vậy sao? Cả đám trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm vào ảnh chụp trước mặt, như có điều suy nghĩ. Lại qua một lúc lâu, Đỗ Mông nói tiếp, Cổ Duy tiên sinh chính là người thời đại trước, hắn mạnh thế nào, cũng chỉ có những lão đầu chúng ta trải qua mới biết được. Ta có thể nói rõ ràng, chuyện mà Cổ Duy tiên sinh làm ở Kiện Tinh cũng chỉ là chuyện nhỏ, không chút kỳ quái, hắn thậm chí có thể hủy diệt viên tinh cầu dưới chân này. Nghe ta nói một lời, đối với mảnh thiên địa này phải mang theo nét kính sợ. Trước kia có lẽ không có thần, nhưng mà hiện tại đã có,
hắn chính là Cổ Duy tiên sinh. Hội trường chỉ có giọng nói khàn khàn của Đỗ Mông, giọng của hắn không quá lớn, nhưng tràn đầy ma lực khó hiểu, làm cho tất cả mọi người sinh ra lòng tín ngưỡng, mặc niệm, Cổ Duy tiên sinh, là thần sao? Là thần thì không có gì không làm được. Ngay sau đó sợ hãi than, hắn có thể diệt thế, vì vậy, hắn chính là thần chí cao vô thượng. Liền không hợp thói thường, đồng thời cũng khiến bọn họ làm việc phải cân nhắc hậu quả. Trong căn cứ tiểu thế giới, Á Sơn cùng Phong Thành khó lắm mới gặp được Tô Hạo ở trong đình nghỉ mát đọc sách. Nhao nhao chạy tới, hết sức ngạc nhiên nói, Duy lão đại, xã tuyến trên kiện tinh là chuyện gì vậy? Mà một lúc sau sao kiện tinh lại co rút lại thành một tinh thể khác vậy? Lúc này, phi viên cũng chạy tới, muốn tìm hiểu tin tức cụ thể. Tô Hạo đứng dậy hoạt động một phen, thoải mái dang rộng cơ thể, vừa nói, đây là virus tinh cầu mà mấy năm nay ta nghiên cứu. Chuyên môn dùng để phá hư mấy loại tinh cầu, để tránh tương lai gặp phải thiên thạch to lớn va chạm liền thúc thủ vô sách. Á Sơn Phong Thành chấn động, lập tức nghĩ đến mấy tiểu hành tinh công kích kiếp trước, loại cảm giác vô lực lúc đó. Bọn hắn cũng không muốn trải qua nữa, hơn nữa cách giải quyết còn không có, dùng cách tự bạo để tranh thủ một tia hy vọng cuối cùng. Nguyên lai, Duy lão đại đã phòng ngừa chu, đáo, nhưng năm nay vì giải quyết vấn đề này mà nỗ lực. Trong lúc nhất thời, Á Sơn cảm khái nói, ta một mực nỗ lực theo đuổi bước chân của Duy lão đại, không nghĩ tới chênh lệch càng kéo càng lớn. Thời điểm ta còn đang thiết kế phi thuyền, Duy lão đại đã nghĩ cách phá hủy hành tinh. Tô Hạo nói, Á Sơn, ngươi đã làm rất tốt. Mà Phong Thành không có loại ý tứ theo đuổi, dù sao, hắn đối với hai vị lão đại đều nhìn lên, không cách nào theo kịp đấy. Thời điểm hắn tới Nhạc Tiêu Cung dạo chơi, hai vị lão đại đang nghiên cứu học tập, lấy tình trạng của hắn, có thể đuổi kịp sao? Không có khả năng, chỉ có thể tranh thủ không kéo chân bọn họ là được rồi. Trong lòng Phong Thành cũng toát ra dục vọng học tập, còn liếc nhìn qua đẳng cấp trên trợ thủ vạn năng, sơ cấp đồ thư quán. Phong Thành thầm nói, hiện tại ta đã ở đẳng cấp đồ thư quán, tin tưởng không bao lâu liền đạt tới đẳng cấp máy tính rồi. Cố gắng lên Phong Thành. Phi viên đứng ở một bên, đầu óc tỉnh tỉnh, virus tinh cầu là gì? Tô Hạo thuận miệng nói, virus là một loại giống như ôn dịch, nó có thể ăn mòn tinh cầu, sau đó từ bên trong phá hủy tinh cầu. Ba người tràn đầy vẻ sợ hãi cùng thán phục, còn có thể làm như vậy. Tô Hạo nói, động tĩnh trên kiện tinh, chẳng qua ta đang khảo thí công năng của mà thôi, bất quá còn không thành công, hiện tại đang tìm linh cảm, cân nhắc làm sao để hoàn thiện virus. Tô Hạo nói vô cùng đơn giản, nhưng mà loại tình cảnh này, nghĩ tới thôi đã cảm thấy khủng bố. Đến tận đây, đám người Á Sơn không còn dám coi thường từ virus này nữa rồi. Sợ chỉ cần nghe đến hai từ virus, da gà liền nổi lên. Thứ bọn họ nghĩ đến đầu tiên chính là nghĩ đến thế giới robot, một bên thôn phệ vật chất, một bên phục chế nhân bản, cuối cùng đem những vật chất tiếp xúc được. Tất cả thôn phệ không còn, bao gồm cả động vật lẫn nhân loại, không ai may mắn thoát khỏi, đến cuối cùng cả thế giới biến thành thế giới người máy. Tưởng tượng như vậy, có chút sợ hãi lại hưng phấn. Sợ hãi là loại virus này không thể ngăn cản, hưng phấn chính là kỹ thuật này nằm trên tay Duy lão đại. Không tự chủ được, bọn hắn lần nữa sợ hãi thán phục, Duy lão đại, ngài thật sự rất lợi hại, đúng là thần nhân. Tô Hạo nhịn không được cười hắc lên, coi như cũng được đi. Chỉ cần đọc nhiều hiểu nhiều, kết hợp với thí nghiệm, có thể làm được những chuyện mà người bình thường không làm được. Hơn nữa, những lời này các ngươi cũng khoan nói, đợi ta triệt để chế tác thành công virus tinh cầu, chúng ta ăn mừng sau. Kỳ thật, có người hiểu được chỗ lợi hại của mình cũng là một chuyện khiến trong lòng cảm thấy vui vẻ. Chương 932, có chút lúng túng, 1. Thời gian vội vàng trôi qua, 20 năm sau. Tô Hạo tới thế giới này đã được 80 năm, tuổi thật của hắn gần 100 tuổi. Hắn tìm Phong Thành hỏi về dị động trong vũ trụ, kết quả lấy được vẫn là không có gì lạ thường. Thời điểm này, Tô Hạo mơ hồ ý thức được tai họa lần này không còn là va chạm với tiểu hành tinh. Tô Hạo trầm mặc. Hắn nhiều năm cần cù chăm chỉ như vậy, thành công nghiên cứu ra virus tinh cầu, sau đó người ta nói, ta không dùng hành tinh đánh xuống nữa, đổi cho mới. Đây không phải đùa với hắn đi. Không sai, từ mười mấy năm trước, Tô Hạo đã triệt để nghiên cứu thành công virus tinh cầu, đổi mới tới phiên bản 1.1, cũng được Tô Hạo đặt tên lại,
chính thức gọi nó là tiểu lập phương toái tinh. Thành quả của tiểu lập phương toái tinh chính là đem một hành tinh nhỏ hơn nguyên tinh một chút trong vòng nửa năm, biến thành hạt alpha, bắn về chỗ sâu trong vũ trụ, khiến tất cả vật chất trên đó triệt để thoát ly khỏi hệ hành tinh vốn có. Mà nhân viên trong trung tâm thiên văn cứ như vậy trơ mắt nhìn một hành tinh khổng lồ dần dần biến mất trên màn hình, thật giống với nằm mơ. Đáng nhắc tới chính là virus tinh cầu của Tô Hạo qua nhiều lần đổi mới đã không còn là một khối hình tròn cực lớn mà biến thành một khối ô vuông to như quả bóng bàn. Mà ô vuông này chỉ cần khảm vào một quả nguyên châu cấp cao, đem nó đưa vào hạch tâm hành tinh, sau đó kích hoạt. Có thể trong vòng 2 tiếng, thôn phệ hết thể tích khổng lồ của hành tinh, sau đó đem hành tinh chuyển hóa thành nguyên. Thời điểm tiểu lập phương toái tinh xuất hiện, thậm chí vượt qua tưởng tượng lúc đầu của Tô Hạo về virus tinh cầu. Nói không chừng theo kỹ thuật không ngừng đổi mới, thể tích virus tinh cầu tương lai còn có thể nhỏ hơn thêm nữa. Bất quá đối với Tô Hạo mà nói, có thể hoàn thành mục đích là được, to hơn hay nhỏ hơn đều không quan trọng. Chỉ là làm cho Tô Hạo cạn lời chính là, hắn vất vả lắm mới làm ra phương án phá hủy hành tinh, kết quả khả năng cao hệ thống vận rủi không chơi bài dùng hành tinh va chạm nữa rồi. Bất kể có phải là tinh cầu va chạm hay không, nghiên cứu ra virus tinh cầu vẫn là hữu dụng, hơn nữa trong quá trình nghiên cứu. Ta cũng làm nhiều sản phẩm liên quan, tuyệt đối ứng phó được với đại đa số tình huống, không nói thua lỗ, coi như còn kiếm được lời. Bất luận là loại thiên tai nào, cứ đến đây đi. Chạm vào được một sợi tóc của ta, coi như ta thua. Đột nhiên có một ngày, Á Sơn hướng Tô Hạo báo cáo, Duy lão đại, trước mắt đã làm xong phi thuyền, thông qua khảo nghiệm, vận hành thành công, có thể bay thử. Tô Hạo ngạc nhiên nói, tiến độ nhanh vậy sao? Ta nhớ 2 năm trước mới xong công việc định hình mà, đại lượng thiết bị còn chưa trang bị vào. Á Sơn giải thích nói, quả thật là như thế, bất quá bộ động lực của phi thuyền đã được lắp ráp xong, chỉ còn lại mấy thiết bị yêu cầu cỡ lớn còn chưa làm xong, cộng thêm mấy thứ như radar. Còn chưa hoàn thiện, nhưng cũng không ảnh hưởng đến phi thuyền vận hành. Nếu như chỉ là bay thử, vấn đề cũng không lớn. Hơn nữa trong quá trình bay thử, có thể phát hiện điểm thiếu sót, còn có thể tiếp tục cải tạo. Đây chính là chỗ tốt của kỹ thuật truyền tống. Chỉ cần trên nguyên tinh thiết lập truyền tống trận, như vậy có thể tùy ý qua lại nếu ngày nào đó cảm thấy phi thuyền không ổn. Thậm chí có thể ở tại chỗ đặt lại miếng định vị thạch, sau đó đem phi thuyền truyền tống về sửa chữa, chờ sửa xong lại truyền tống về chỗ cũ, tiếp tục di chuyển. Tô Hạo, vậy bay thử đi. Á Sơn đem những công nhân tham gia chế tạo phi thuyền, tạm thời cho nghỉ, trước mặt ở trong tiểu thế giới, chỉ có 4 người. Đương nhiên, thời điểm thế này, gia hỏa phi viên khẳng định không thể bỏ qua, hắn đối với 3 người Tô Hạo hiếu kỳ không thôi, hắn muốn biết bên ngoài vũ trụ là thế nào. Có lẽ phi viên đã viết xong một cuốn sách ta cùng với người ngoài hành tinh sinh hoạt một chỗ rồi. Phong Thành đề nghị, Duy lão đại, Á Sơn lão đại, chúng ta có nên trước khi bay thử, đặt cho phi thuyền một cái tên. Hai mắt Á Sơn sáng lên, ý kiến hay. Sau đó tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Tô Hạo. Tô Hạo mỉm cười, suy nghĩ một hồi, vậy gọi nó là khởi đầu đi. Mọi người chấn động, một cỗ cảm giác kích động khó nói thành lời xâm nhập toàn thân. Bọn hắn liền hiểu ý tứ của Tô Hạo, chính là bắt đầu chu du khắp vũ trụ. Thử hỏi, có chuyện gì kích động hơn chuyện này đây? Dù là bản thân Tô Hạo, cũng nhịn không được loại xúc động này. 3 người không làm thêm nghi thức loè loẹt, quá trình rất đơn giản. Tô Hạo một hơi đem phi thuyền truyền tống đến điểm mình đặt chân xa nhất trong vũ trụ, sau đó liền dùng phi thuyền hướng chỗ sâu trong vũ trụ xuất phát. Hơn nữa, lần bay thử này, tuy là bay thử, nhưng lại hướng sâu vào trong vũ trụ, mà phi thuyền khởi đầu một khi xuất phát cũng sẽ không bao giờ quay lại nguyên tinh nữa. Tô Hạo lóe lên, xuất hiện ở bên ngoài chiếc phi thuyền. Lúc này, một con tàu vũ trụ cõng trên thân một hòn đảo nhỏ, vừa khí phách lại không mất đi nét mỹ cảm. Đường nét trôi chảy lộ ra khí tức khoa học kỹ thuật tiên tiến, thể hiện ra cảm giác máy móc hiện đại. Đương nhiên, đây chỉ là trang trí bên ngoài mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 933, có chút lúng túng, 2. Phi thuyền này cũng chỉ trang bị hệ thống phòng hộ nguyên năng dùng để chống lại các loại va chạm ngoài vũ trụ, cũng không phải công năng cường hãn, nhưng cần phải có,
chính là loại Tô Hạo hay dùng. Tô Hạo biến thân thành Mệnh Tử, phủ lên thân đủ loại phòng ngự, sau đó một tay đặt lên phi thuyền, kết nối với viên địch vị thạch xa nhất của mình. Truyền tống, hô, toàn bộ phi thuyền đột nhiên biến mất. Lần nữa xuất hiện, đã cách nguyên tinh 5 tỷ km. 5 tỷ km là khái niệm gì? Lấy tốc độ của ánh sáng, cũng cần hơn 4 tiếng mới có thể tới được. Trước mặt phi thuyền là một hành tinh cực lớn gọi là băng tinh. Băng tinh là hành tinh xa nhất trong hệ mặt trời, thể tích gấp 1 vạn lần nguyên tinh, vô cùng lớn. Vốn cạnh băng tinh có thêm một hành tinh nữa, nhưng một viên đã bị Tô Hạo phá hủy, biến thành hạt alpha phóng sâu vào trong vũ trụ. Tới được băng tinh, Tô Hạo cũng không vậy mà dừng lại, lại tiếp tục dùng dịch chuyển 10 mấy lần, đem khởi đầu mang ra khỏi băng tinh, rời xa viên tinh cầu cực lớn này. Lúc này khi thoát ly khỏi lực hút của băng tinh, Tô Hạo mới gửi tin nhắn, được rồi Á Sơn, khởi động bay thử đi. Á Sơn khởi động, theo đó Phong Thành cũng phi viên cũng chạy tới hiệp trợ, khởi động chiếc phi thuyền này. Kỳ thật cũng không có gì, ấn mở cái NUTR, sau đó kiểm tra xem các loại động cơ có vận chuyển bình thường không, đồng thời quan sát cảnh vật xung quanh, điều khiển phương hướng tiến lên. 3 cái ống xả cực lớn phía sau phi thuyền khởi động, phun ra kim quang, khí tức vô cùng cuồng bạo, vốn phải phát ra tiếng nổ lớn, nhưng đáng tiếc lúc này đang ở trong môi trường chân không, lặng im một mảnh. Kim quang càng ngày càng lớn, vô số hỏa diễm theo ống nổ bay ra dài mấy trăm thước, so với bản thân phi thuyền thì dài hơn gấp đôi. Giống như đèn pin chiếu vào bầu trời đêm vậy. Dưới ánh mắt chờ mong của Tô Hạo, khởi đầu triển khai, dưới động cơ đẩy cực mạnh, di chuyển rồi. Lại qua một lúc lâu, Tô Hạo nói, Á Sơn, mở hết động lực, triển khai hết tốc độ bay về phía trước. Trong nhóm chat liền trầm mặc, Á Sơn gửi tới icon xấu hổ, Duy lão đại, chuyện này hiện tại đã là trạng thái mắc. Muốn ra tốc, đoán chừng còn phải đợi thêm chốc lát. Tô Hạo nhìn phi thuyền chuyển động chậm gì gì, cùng với hỏa diễn sau lưng tên lửa cuồng bạo, gửi tới mấy dấu hỏi. Không bao lâu, Á Sơn cùng Phong Thành bay ra khỏi phi thuyền, từ bên trong chui ra, đương nhiên, phi viên lúc này cũng là nguyên ảnh cảnh mặc theo đồ bảo hộ cùng bay ra ngoài. Á Sơn Phong Thành nhìn phi thuyền trước mặt chậm gì gì bay đi, vẻ mặt xấu hổ. Mặc dù biết phi thuyền phi hành ở trong không trung, chỉ cần thoát được các lực hút từ trường là được rồi, hơn nữa theo thời gian tích lũy, tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Nhưng vấn đề là, tốc độ này cũng quá chậm rồi đi. Tốc độ như vậy, căn bản không chạy thoát được khi có hành tinh truy đuổi. Á Sơn nhìn bộ dáng chậm gì gì của phi thuyền, rất muốn tiến lên đẩy một cái để hóa giải lúng túng lúc này. Hắn vẫn là nhịn xuống, tự mình kiểm nghiệm nói, Duy lõa đại, lựa đẩy của tên lửa ta đã tính toán qua, chỉ là chẳng biết tại sao lại xảy ra tình huống này. Là ta xử lý không tốt, hiện tại bay thử mới biết, yếu đuối vượt quá tưởng tượng của ta. Kế tiếp còn phải tiến hành sửa chữa một phen, tiếp tục tăng cường. Tô Hạo lắc đầu nói, không phải là do tên lửa yếu, mà là khối lượng của phi thuyền quá lớn, loại tên lửa thông thường, cho dù thêm vào mấy cái cũng vô dụng mà thôi. Tuy rằng phi thuyền thoạt nhìn nhỏ như lỗ mũi, nhưng mà khối lượng cũng không nhỏ như vậy, bên trong phi thuyền chính là một hòn đảo cả đấy. Hơn nữa còn đổi thành kết cấu kim loại, khối lượng năng lên thêm mấy lần. Tên lửa bình thường, làm sao làm nổi động lực cho chiếc phi thuyền này? Trừ khi trên chiếc phi thuyền này đều là tên lửa đẩy mới được. Á Sơn gãi gãi đầu, vấn đề này ta đã cân nhắc qua, bất quá trước đây cũng không chú ý nhiều, có chút không hợp thói thường rồi. Duy lão đại, làm sao bây giờ? Tô Hạo suy nghĩ một chút, đột nhiên nhìn mấy viên thiên thạch bay vòng vòng quanh băng tinh, hai mắt hắn sáng lên, chỉ vào một viên thiên thạch nói, ta sẽ ở trong 3 động cơ đẩy thiết kế tiểu thế giới, sau đó chúng ta đem mấy viên thiên thạch này lấy xuống, biến thành nguyên, nhét vào động cơ đẩy, lấy nguyên làm nguyên liệu đẩy cho phi thuyền. Kể từ đó, lực đẩy coi như đủ rồi. Á Sơn cùng Phong Thành đồng loạt nhìn về những thiên thạch quay vòng vòng quanh băng tinh, trong mắt lóe lên tia sáng. Phi viên cũng nhìn về phía băng tinh, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn nói gì vậy? Bọn hắn đang làm gì? Vì sao lại nhìn chằm chằm vào băng tinh? Ánh mắt lại đáng sợ như thế. Chương 934, niềm vui đơn giản. Mấy viên thiên thạch quay quanh băng tinh, sau một câu nói của Tô Hạo, liền bị Á Sơn cùng Phong Thành điên cuồng kéo đi, thật giống như hai tên đại sắc lang nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp vậy. Tình cảnh tàn nhẫn như vậy, làm cho phi viên trợn mắt há hốc mồm.
Á Sơn Phong Thành như được tiêm thêm máu gà, chính vì bọn họ là người chủ đạo trong việc chế tạo phi thuyền, vậy mà lúc bay thử lại thất bại, quả thật mất hết thể diện. Hơn nữa còn ở trước mặt Duy lão đại, quả thật không thể nhẫn nhịn. Nhất định phải đem hành động kéo lại mặt mũi, bù lấy khuyết điểm lần này. Vẻn vẹn 2 ngày, Tô Hạo chế tạo ra 3 tiểu thế giới, bên trong nhé vào một khối thiên thạch. Chỉ thấy Tô Hạo lấy ra một khối vuông nhỏ, tiện tay ném vào trong tiểu thế giới, chỉ chốc lát sau, mấy viên thiên thạch trong tiểu thế giới bị virus tinh cầu ăn mòn, chuyển biến thành những quả bóng hình tròn. Sau đó tiện tay một chút, đánh ra một đạo ánh sáng, trong nháy mắt lao vào trong tiểu thế giới, kích hoạt tiêu điểm hệ thống. Đống virus đang làm công việc của mình liền được kích hoạt trình tự do Tô Hạo thiết lập, hợp lại với nhau tạo thành một mạng lưới khổng lồ. Kết lại một hệ thống tiêu điểm, đem bản thân mình chuyển hóa thành từng miếng nguyên châu. Không đến một tiếng, trong tiểu thế giới chất đống nguyên châu tản ra ánh sáng dịu nhẹ nhẹ như là biển nguyên châu vậy. Trong đó còn vài khối vật chất chưa chuyển hóa thành nguyên, nhưng so với nguyên châu đạt được, có thể nói không cần tính đến. Mọi người tiến vào trong tiểu thế giới, nhìn đống nguyên châu trước mặt, cho dù là Á Sơn có kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi há to miệng. Nguy rồi, ánh mắt của ta bị nguyên châu làm, hoa mắt rồi. Chuyện này, có chút không đúng. Phi viên rung động không thôi, quả thật không tin vào mắt mình, nhịn không được bay xuống, thò tay ra, hảo hảo cảm thụ một phen. Là nguyên châu không sai, hơn nữa đại bộ phận đều là nguyên châu cấp cao, một phần nhỏ là trung cấp cùng cấp thấp. Hắn đứng trên hải dương nguyên châu, đi về phía trước. Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn càn rỡ như thế. Nguyên châu đối với mọi người có ý vị thế nào? Đây là suối nguồn của sức mạnh, là thứ bảo đảm sinh mệnh. Nguyên ở trong lòng đám người Tô Hạo có vị trí cực cao, thậm chí so với địa vị tiền tài trong lòng người bình thường còn cao hơn nữa. Dù cho Tô Hạo nói với phi viên đây chính là nguyên châu do virus tinh cầu chuyển hóa ra, nhưng hắn đối với chuyện này cũng khó lý giải không thôi. Phi viên thầm nói, nếu vậy, hai viên thiên thạch bên kia có lẽ cũng bị Cổ Duy tiên sinh chuyển hóa thành nguyên luôn rồi. Lúc trước ta tự xưng mình là người thông minh nhất trong thế hệ, mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong nội tâm ta có chút tự cao, có chút ý tứ xem thường người trong thiên hạ. Nhưng mà hôm nay, ta phát hiện được đại não của mình không đủ dùng. Đúng vậy, trước mặt ba người Cổ Duy, Cổ Á Sơn, Cổ Phong Thành, không đủ dùng. Không hổ là người ngoài hành tinh có thể lang thang trong vũ trụ, quả nhiên cường đại. Phong Thành cũng ôm lấy một đống nguyên châu, sợ hãi than nói, phát tài rồi. Nhiều nguyên châu như vậy, đây cũng đủ để chúng ta đem Nhạc Tiêu Cung mua lại toàn bộ. Á Sơn nhịn không được đi tới đạp Phong Thành một cước, tiểu tử ngươi có chút tiền đồ đi. Đường đường là tu tiên giả, còn nhịn không được cái thứ hai lạng trong đũng quần, thật mất mặt. Phong Thành cười ngượng, mãnh liệt nhảy lên, như là mỹ nhân nhảy vào nước, bơi vào bên trong đống nguyên châu, thoải mái bơi lội. Á Sơn không nói nên lời, hình như cũng rất thú vị nha. Sau đó hắn cũng nhảy lên, ở trong hải dương nguyên châu bơi một vòng. Tô Hạo cười nói, thật có tiền đồ. Nguyên bản khi đem phi thuyền truyền tống tới đây, liền không có ý định trở lại nguyên tinh, nhưng không ngờ tới. Hệ thống đẩy của phi thuyền thật sự quá nát, căn bản không mạnh mẽ như trong tưởng tượng, có thể phiêu du trong vũ trụ. Vì vậy, Tô Hạo mang theo phi thuyền, truyền tống về chỗ cũ. Sau đó nhìn Á Sơn nói, trước mặc kệ chuyện phi thuyền đi. Để ta thiết kế một động cơ đẩy siêu cấp tên lửa, đợi có bản thiết kế, lần nữa cải tạo là được. Mạch suy nghĩ về tên lửa đỉnh cấp, Tô Hạo cũng có rồi. Lấy trình độ chế tạo của hắn lúc này liền vô cùng đơn giản. Bất quá, yêu cầu của hắn không chỉ là một động cơ đẩy hoàn hảo, mà là một động cơ đẩy biết thêm nguyên liệu. Phương pháp thực hiện cũng rất đơn giản, cắt nhỏ tiểu thế giới, làm ra một hệ thống tiêu điểm cỡ lớn, sau đó đem không gian trong tiểu thế giới kết nối với xe thu thập khoáng vật, thời điểm xe thu thập khoáng vật chất đầy, liền tự động truyền tống về bên trong hệ thống tiêu điểm, chuyển hóa thành nguyên châu, trực tiếp cung cấp lực đẩy cho tên lửa. Bất quá, muốn chế tạo ra cũng không phải dễ dàng. Dù sao, hắn hiện tại có thể dùng nguyên trực tiếp chuyển hóa ra vật chất tạm thời, làm ra đủ loại kết cấu cùng tạo hình, nhưng không cách nào dùng nguyên chuyển hóa thành vật chất chân thật. Để muốn đạt được thiết bị dùng lâu dài, cần phải dùng công nghiệp nặng sản xuất. Lại qua 20 năm, Tô Hạo chuyển sinh tới thế giới này được 100 năm, lúc này đã là 120 tuổi. Trên thế giới này, người biết hắn
ngoài trừ phi viên học tu tiên ra thì những người khác đều đã nhập thổ vi an rồi. Chỉ là thế giới vẫn như cũ, rất nhiều người vẫn như cũ sinh hoạt trong thành trấn, vì cuộc sống của mình mà nỗ lực bôn ba. Dường như loại phồn hoa này không liên quan gì đến Tô Hạo, hắn không tham dự trong đó, chỉ là đứng cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Có lẽ đây chính là nhảy ra tam giới, không trong ngũ hành trong truyền thuyết. Mà tên lửa đẩy phi thuyền, Tô Hạo cũng sớm thiết kế ra, cũng mấy năm trước chế tạo thành công, cũng làm ra 10 chiếc xe đi thu thập thiên thạch, cùng nhau đưa lên phi thuyền. Không chỉ có như thế, trên phi thuyền có đủ loại thiết bị, tất cả đều lắp ráp xong. Phi thuyền khởi đầu, triệt để hoàn thành. Nhưng mà, tai họa chờ đợi lâu cũng không ập đến. Điều này làm cho hắn hoài nghi, có phải tai họa lùi lại rồi không? Nếu vậy, thì phạm vi ảnh hưởng, cường độ sẽ cao hơn rất nhiều. Lần nữa hỏi thăm Phong Thành, biết được hệ mặt trời ở đây không có gì dị thường. Tô Hạo triệt để nhận định, lần tai họa này sẽ không phải là thiên thạch va chạm, mà là đổi qua một phương thức khác. Đối với chuyện này, Tô Hạo cảm thấy bất đắc dĩ, loại cảm giác bị động chịu đòn, đúng là thứ hắn không thích nhất. Như thế nào mới quan sát được hệ thống vận rủi vận hành đây? Đây là điều mà hắn một mực suy nghĩ, nhưng không cách nào giải quyết được. Thời gian dài tiếp theo, nên thử cách nâng cấp thần niệm lên tinh thần lực cao hơn. Hơn nữa, tiểu tử phi viên kia, tựa hồ đối với tinh thần lực có giải thích đặc biệt, có lẽ hắn có thể phát triển hệ thống tu tiên lên một tầng mới. Đây đối với Tô Hạo mà nói, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn ý định mang theo phi viên bay về chỗ sâu trong vũ trụ. Thứ nhất là, ở bên cạnh có nhân tài có thể tu duy theo nhiều góc độ, trợ giúp thiếu sót của bản thân. Thứ hai là có thêm người đồng hành. Chỉ là không nghĩ tới, phi viên ở trên phương diện tinh thần lực có thiên phú cực cao. Bất quá có thành hay không, Tô Hạo cũng không xác định. Hắn nghĩ đến, cho dù không thành, cũng có thể mang đến mạch suy nghĩ mới cho hắn, như vậy cũng không lỗ. Hôm nay A Sơn, Phong Thành cùng phi viên tìm Tô Hạo, nói, Duy lão đại, phi thuyền khởi đầu trang bị đã xong, có cần bay thử lần hai không? Duy, lão đại ngài yên tâm, lần này ta cùng Phong Thành lấy 2 lạng thịt dưới quần cam đoan, nhất định có thể thành công. Sắc mặt Phong Thành cứng đờ, sau đó cười hặc hặc nói, không thành vấn đề, dù sao lần này cũng là Duy lão đại tự mình ra tay làm ra sản phẩm, 2 lạng thịt trong quần của ta có thể bảo trụ. Lại nói, ta chính là mệnh tử đấy, cắt đứt vẫn có thể mọc lại được, vẫn lợi hại như xưa. Lúc này, Tô Hạo thở dài nói, nếu là ta ra tay, một khi cắt liền không mọc lại được đấy. Ách, Phong Thành như gà bị bóp cổ, sau lưng chảy đầy mồ hôi. Tô Hạo cười hặc hặc một tiếng nói, đi, lần bay thử thứ hai của khởi nguyên. Mọi người tràn đầy kích thích. Chẳng biết tại sao, chỉ cần đi theo Duy lão đại cùng một chỗ làm việc, tổng thể rất kích thích đấy. Có lẽ, chỉ cần cùng đám người có cùng sở thích một chỗ, dù cho đi đái, cũng tràn đầy niềm vui. Vui vẻ, kỳ thật đơn giản như vậy. Có lẽ, nguyên nhân khi lớn lên không còn vui vẻ như xưa chính là không có bạn để chơi. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 935, đã đến. Vẫn là chỗ cũ, bên ngoài băng tinh. Lúc này đây, so với nguyên tinh càng thêm xa cách, đạt đến khoảng cách 8 tỷ km, nếu dùng tốc độ ánh sáng cũng phải mấy 8 tiếng. Tô Hạo vẫn như cũ lẳng lặng trôi lơ lửng ở không trung cách khởi nguyên không xa, phát ra tín hiệu cho Á Sơn, có thể khởi động phi thuyền. Sau một khắc, cả chiếc phi thuyền đột nhiên chấn động, từ 3 ống phun đột nhiên phun ra một cột sáng dài 10 thước, trong nháy mắt bắn về phía xa. Như là dùng một cây gậy đinh vào con muỗi vậy. Phi thuyền khởi nguyên chính là con muỗi bị đinh. Phi thuyền dưới lực đẩy cực lớn, đạt được tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt bắn về phía xa, càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát sau, liền cách vị trí cũng mấy ngàn mét, hơn nữa tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Tô Hạo lộ ra nụ cười tươi, coi như thành công. Chỉ là không biết tốc độ cực hạn là bao nhiêu, theo lý thuyết mà nói, tốc độ tối đa mà phi thuyền có thể đạt tới, có thể bằng tốc độ phản lực của tên lửa đẩy. Chính là 100.000 mét mỗi giây, bằng 1/1000 tốc độ ánh sáng. Nhưng mà phi thuyền này có thể đạt tới tốc độ cực hạn hay không, còn khó mà nói. Á Sơn Phong Thành đột nhiên xuất hiện bên thân Tô Hạo. Bịch bịch. Tô Hạo đột nhiên nghe được tiếng va chạm,
Ngay sau đó một cỗ lực đánh tới, khiến hắn mất đi thăng bằng, hướng về phía sau bay ngược đi. Chỉ thấy ba bộ giáp thủy tinh DUNH làm một đoàn, cuồn cuộn bay trong vũ trụ. Tô Hạo nhịn không được chửi tục, con mẹ nó. Phát hiện đang ở trong môi trường chân không, nói chuyện căn bản không nghe được, vì vậy dùng thần niệm truyền âm, hai người các ngươi bị ngủ à. Dịch chuyển cùng truyền tống đều có lực quán tính, ngồi trên phi, thuyền không nên dịch chuyển lung tung. Á Sơn cùng Phong Thành khó lắm mới giữ được thăng bằng, hai người liếc nhìn nhau, cười cười xấu hổ. Trong đầu hai người toát ra một điều khó hiểu, đây là lần đầu tiên cùng Duy Lão Đại tiếp xúc thân mật đi. Tô Hạo nói, sao lại chạy tới đây? Tình huống phi thuyền thế nào? Á Sơn truyền âm nói, Duy Lão Đại, mọi thứ vận hành bình thường. Cùng kết quả dự đoán giống nhau. Tô Hạo, đi, quay về phi thuyền nhìn xem. Nói xong, thân hình hắn biến mất không thấy đâu, truyền tống về phòng truyền tống trong phi thuyền. Đây là phòng truyền tống chuyên dụng mà Tô Hạo lập đặt hừng, là một không gian hình tròn có đường kính 1.000 mét ở trong vị trí trung tâm phi thuyền. Là nơi có không gian hòa hoãn, không đến mức làm cho người truyền tống về, trực tiếp va chạm với bên trong phi thuyền. Đương nhiên, nếu có va chạm, đoán chừng thứ bị hỏng là phi thuyền, không phải Tô Hạo. Thời điểm trong nháy mắt Tô Hạo xuất hiện, vách tường sau lưng liền xuất hiện một tấm nệm đón đỡ, tốc độ cực nhanh. Cũng may Tô Hạo cũng sớm chuẩn bị, linh lực khổng lồ mãnh liệt tràn ra, giữ cho cái nệm không bị cú va chạm với hắn bị hư hỏng. Phanh, một tiếng trầm đục vang lên, Tô Hạo giữ vững cơ thể, thần niệm tỏa ra, xác định vị trí. Trên thực tế không phải xác nhận vị trí của hắn, mà xác nhận phương hướng của phi thuyền. Tô Hạo vừa mới xác nhận xong phương hướng, bên cạnh liên tiếp xuất hiện hai thân ảnh, vừa xuất hiện liền nhanh chóng lao về phía sau, cũng may có nệm đỡ lại, khôi phục cân bằng. Đúng là Á Sơn cùng Phong Thành. Phong Thành kích động nắm tay, thật kích thích. Ba người tới phòng điều khiển, chỉ thấy phi viên nhìn vô số màn hình, thuần thục làm ra phân tích cùng lấy số liệu, điều khiển phi thuyền đối với hắn mà nói, quá đơn giản. Phi viên nhìn thấy đám người Tô Hạo tiến vào, hưng phấn nói, tất cả tính năng trên phi thuyền đều đạt tiêu chuẩn. Còn vượt qua dự tính ban đầu, nếu tiếp tục phi hành với tốc độ này, rất nhanh có thể đạt tới tốc độ cực hạn trên lý thuyết. Một chiếc phi thuyền như vậy, quả thật quá tuyệt vời. Tô Hạo ở phòng điều khiển xem một vòng, rất nhanh phân tích số liệu trước mặt, liền gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Phi viên giới thiệu đơn giản hạng mục số liệu, lại chỉ vào tiêu chí đầu tiên nói, bất quá nhiệt độ nơi ống phun có chút cao. Mặc dù có trận pháp hạ nhiệt bảo hộ, nhưng tối đa chỉ có thể duy trì một tiếng, liền cần tắt máy đợi làm nguội, quá trình này cần đại khái 2 tiếng. Bay 1 tiếng, nghỉ 2 tiếng, vẫn có thể tiếp nhận. Kế tiếp, mấy người ngay tại trên phi thuyền, khảo thí các loại thiết bị, bao gồm phi thuyền một người, máy dò xét, xe lấy quặng. Đây là địa phương sinh hoạt tương lai của bọn họ, vô cùng quan trọng trong công tác sinh hoạt hàng ngày. Thẳng đến một tháng sau, 4 người bọn họ mới hoàn thành khảo thí máy móc. Bên trong phi thuyền tiểu thế giới là một hình tròn, chia làm hai bộ phận, phía dưới là khu vực thí nghiệm, phía trên là nơi sinh hoạt. Thân ở đảo nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên, như là đứng trong sân nhà mình, ngẩng đầu nhìn các vì sao trên không, kiến tạo ra một mảnh tuyệt sắc. Đây mới gọi là mái nhà cửa sổ của phi thuyền đi. Di chuyển trên đảo nhỏ cùng di chuyển trên nguyên tinh, cơ bản không khác gì nhau, cho dù mất đi trọng lực. Nguyên nhân là vì Tô Hạo nắm giữ một loại phù văn đặc thù, than xúc. Tô Hạo không nghĩ tới chính là, phù văn này rất ít khi sử dụng, tác dụng của nó là hút mọi thứ lại với nhau, vậy mà có thể dùng để mô phỏng lại trọng lực của tinh cầu. Quả nhiên, tri thức tích lũy nhiều một chút liền không sai, người nào dám nói tương lai không dùng tới nữa. Lúc này, bên trong cái đình nhỏ, 4 người Tô Hạo mở tiệc ăn mừng. Chúc mừng phi thuyền xuất phát thành công, chúc mừng bước đầu tiên ra vũ trụ. Đồng thời ai nấy cũng tự phần mình tưởng tượng ra tình cảnh sẽ gặp ở trong vũ trụ. Có thể gặp được cái tinh cầu kỳ quái hay không? Có thể gặp được quái thú vũ trụ? Hay là người giống như bọn họ, điều khiển phi thuyền lữ hành ngoài vũ trụ? Cũng có thể. Chỉ cần không ngừng tiến về phía trước, tất cả mọi thứ chỉ có trong tưởng tượng đều có thể phát sinh. Ăn uống no say, Phong Thành nằm trên đống cỏ, nhìn lên tinh không, đột nhiên một câu hỏi xuất hiện trong đầu, hắn không khỏi nói ra, Duy Lão Đại, ngài nói xem toàn cảnh vũ trụ sẽ là hình dạng gì? Tô Hạo cười lắc đầu nói, vấn đề này, ta cũng muốn biết. Á Sơn cũng cảm thán, so với vũ trụ, chúng ta,
quá nhỏ bé rồi. Căn bản không cách nào biết được toàn cảnh vũ trụ đi. Phi viên cũng lặng im nhìn lên tinh không, im lặng không nói. Bọn hắn coi như là người may mắn đi, ít nhất có thể bước một bước đầu tiên ra vũ trụ, có biết bao nhiêu sinh mệnh yên lặng ở trên tinh cầu ra đời, rồi lặng lẽ tử vong. Hơn nữa, vô luận nhìn thấy gì, vô luận biết được cái gì, tổng thể không cách nào thỏa mãn, dù sao có biết cũng muốn biết thêm. Chuyện này giống như con kiến, nó bò tới một gốc cây, có thể thấy rõ cành lá trước mặt, nó có thể muốn biết hình dạng của cái cây này thế nào, nhưng vô luận bò ra sao, cũng đều làm không được. Thời điểm nó bị gió thổi lên không, ánh mắt may mắn trở nên vô cùng tốt, có thể quan sát diện mạo của cái cây này, biết cái cây mình lên lên có hình dạng thế nào. Nhưng một khắc sau, nó sẽ càng thêm nghi hoặc, thế rừng ở đây thì sao, đại lục ở đây thế nào, tinh cầu ở đây. Đám người Tô Hạo cũng giống như con kiến bị thổi lên trời, có gì khác biệt. Mọi người nhìn lên tinh không, đều khiếp sợ vũ trụ rộng mênh mông không có điểm cuối. Tô Hạo đột nhiên nói, mặc kệ vũ trụ đến cùng khổng lồ thế nào, chỉ cần chúng ta không ngừng tiến lên thăm dò là được. Ta ngược lại hy vọng vũ trụ dài vô cùng vô tận, kể từ đó, con đường của chúng ta đi, sẽ không, có điểm cuối. Á Sơn cùng Phong Thành lóe lên tia sáng. Không sai. Chỉ cần đi theo Duy Lão Đại khám phá vũ trụ là được rồi. Vũ trụ rộng đến đâu liên quan gì đến bọn hắn? Phi viên sững sờ nhìn Tô Hạo, nhịn không được thầm nói, đây chính là mị lực của Cổ Duy tiên sinh sao? Thật khí phách. Trong lúc đó, Tô Hạo cảm giác được dị thường của xúc tu tinh thần, xem qua một chút, lập tức phát hiện ra điểm khác lạ. Ồ, định vị thạch ở nguyên tinh bị phá hư. Ngay từ đầu Tô Hạo tưởng rằng đây là chuyện ngoài ý muốn, sau đó hắn phát hiện toàn bộ định vị thạch của mình rất nhanh liền mất đi liên lạc, lần lượt bị phá hủy. Nguyên tinh xảy ra chuyện gì? Tô Hạo lập tức quay đầu nhìn Á Sơn, Phong Thành, Á Sơn, Phong Thành, định vị thạch các ngươi để ở nguyên tinh còn kết nối không? Á Sơn, Phong Thành phục hồi lại tinh thần, lần lượt kiểm tra tình huống. Á Sơn lập tức ngạc nhiên nói, hơn 10 miếng định vị thạch của ta lần lượt mất đi liên hệ. Phong Thành cũng nói, của ta cũng vậy. Biểu cảm của Tô Hạo ngưng trọng lại, thầm nói, có lẽ, đến rồi. Chương 936, Nguyên tinh bị hủy diệt. Không chậm không muộn, hết lần này tới lần khác chọn thời điểm bọn họ cách nguyên tinh 8 tỷ km mới xuất hiện, chỉ có thể nói hệ thống vận rủi có chút ngốc. Thời điểm này bộc phát, là muốn thế nào? Dù cho đem toàn bộ nguyên tinh bốc hơi, có thể làm gì hắn? Vẫn như cũ không làm được gì đám người Tô Hạo. Đến tận đây, Tô Hạo đã xác nhận hệ thống vận rủi cũng không phải là trí năng huyền diệu khó giải thích, mà chỉ biết chiếu theo quy luật để vận hành. Nói cách khác, trên đỉnh đầu Tô Hạo cũng không có gì gọi là địch nhân, chỉ cần hắn thuận lợi tìm được quỹ tích vận hành năng lượng của hệ thống vận rủi. Như vậy có khả năng rất lớn, triệt để khống chế nó, biến thành một trong những thành viên tri thức của Tô Hạo. Trước mặt, Tô Hạo gặp phải vấn đề là hiện tại trở về nguyên tinh sao? Hay là nói, để cho an toàn, dùng trang bị truyền tống định hướng để truyền tống về nguyên tinh. Chỉ là nơi này cách nguyên tinh quá xa, truyền tống định hướng cần mất 8 tiếng mới có thể thành công. Mấy trăm viên định vị thạch mà hắn phân bổ ở nguyên tinh chính là lấy tốc độ cực nhanh biến mất. Nếu hiện tại không truyền tống về, chỉ sợ qua thêm một hồi, tất cả sẽ mất đi hiệu lực. Không đúng. Hai viên định vị thạch mà ta đặt trên vệ tinh phong ấn vẫn xài được. Trước khi hết hạn, định vị thạch nằm trên vệ tinh vẫn hoạt động như thường, có lẽ chờ thêm một chút, nhìn rõ tình huống rồi tính tiếp. Trước mắt không biết rõ tình hình của nguyên tinh, hắn tuy rằng tự tin không có thứ gì có thể làm mình chết trong chớp mắt, nhưng vẫn không thể quá mức lỗ mãng. Hắn quay đầu nhìn Á Sơn cùng Phong Thành, định vị thạch mà các ngươi đặt trên vệ tinh thế nào rồi? Á Sơn nói, ta có đặt một quả trên vệ tinh, trước mắt không hư hao gì. Phong Thành nói, ta đặt 80 miếng, trước mắt không thành vấn đề. Trong lòng Tô Hạo tính toán. Phong Thành lại nói, bằng không trước để ta truyền tống về nguyên tinh tìm hiểu tình huống. Tô Hạo suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ngươi cẩn thận một tí. Phong Thành nếu đã muốn do thám, vậy liền để cho hắn đi, dù cho gặp phải tình huống xấu nhất, vẫn có thể phục sinh hắn được. Phong Thành nở nụ cười tự tin, hắn đường đường là tu sĩ hóa thần cảnh, có thể gặp vấn đề gì, yên tâm đi, Duy Lão Đại. Nói xong, dưới ánh mắt hâm mộ của phi viên, biến thân thành mệnh tử, búp lên đủ loại giáp phòng ngự, sau đó biến mất tại chỗ không thấy đâu nữa.
Một lát sau, Phong Thành truyền lại hình ảnh, hơn nữa còn ở trong nhóm kêu to gọi nhỏ, ngọa tào. Duy lão đại, Á Sơn lão đại, các ngươi mau nhìn xem. Toàn bộ nguyên tinh nổi lửa, so với tận thể còn khoa trương hơn, nguyên tinh xong đời rồi. Tô Hạo cùng Á Sơn cũng khẽ giật mình, nhao nhao lấy tọa độ của Phong Thành, truyền tống tới. Trong phi thuyền lúc này chỉ có mình phi viên sững sờ ngay tại chỗ, đã xảy ra chuyện gì? Tô Hạo truyền tống đến vệ tinh trên nguyên tinh, một mảnh chói mắt từ phía xa truyền tới, khiến hắn không khỏi híp mắt lại. Đó là vị trí của nguyên tinh. Lúc này nguyên tinh đâu còn hình dạng biển xanh đất vàng giao nhau. Tất cả đều là màu vàng ánh lửa, giống như bị dưới dầu lên trên rồi đốt xuống. Bên trong hỏa diễn, có thể thấy năng lượng cuồng bạo bốc lên, như là có vô số quả bom hạt nhân được thả xuống, dâng lên thủy triều. Tình cảnh này, so với việc kiện tinh bị virus ăn mòn còn đáng sợ hơn. Ba người Tô Hạo kinh ngạc nhìn tình cảnh của nguyên tinh, thật lâu không nói ra lời. Bọn hắn mới ra ngoài vũ trụ bay thử, còn chưa được một tháng. Một tháng không gặp, nguyên tinh xinh đẹp, sao lại biến thành bộ dạng này? Nếu đây là do hệ thống vận rủi nhắm vào ba người Tô Hạo bọn họ thành, vậy cũng quá mức khoa trương, rõ ràng là hướng hắn đến đấy, sao lại như vậy? Tô Hạo hắn chỉ là một tiểu nhân vật có tài đức gì? Điều này làm cho hắn nhớ tới câu hỏi rất lâu trước kia hắn hỏi Á Sơn, nếu trong phòng có rán, vậy làm sao để xóa đi con rán này? Á Sơn đáp, đem phòng ở đốt đi. Như thế xem ra, Tô Hạo chính là con rán sống nhờ trên tinh cầu người khác, sau đó chủ nhân tức giận, đem cả tinh cầu đốt đi. Phong Thành chỉ nguyên tinh xảy ra cuồng bạo, hỏi, phía trên còn có người sống không? Á Sơn nói, khó mà nói, có lẽ đám ma pháp sư ở thành phố Tân Kỳ có thể trèo chống một đoạn thời gian. Tô Hạo nghe đến đó, lập tức nói, đi, chúng ta đi xem một chút. Tuy hỏa diễm trên tinh cầu rất lợi hại, nhưng mà nói thật, đối với ba vị cường giả đạt tới cảnh giới hóa thần cùng mệnh tử, mà nói, còn chưa đủ thấm vào đâu, thậm chí còn không làm tổn hại lông tóc của bọn họ. Chỉ là những sinh vật trên nguyên tinh không có năng lực này rồi. Ồ, Hạo dẫn đầu bay lên, hướng phía nguyên tinh bay xuống, Á Sơn cùng Phong Thành theo sát ở phía sau. Định vị thạch mà Tô Hạo đặt ở trên tinh cầu đã toàn bộ hư hại, cho dù giấu sâu ở trong núi cũng không có ngoại lệ. Chuyện này khiến Tô Hạo hết sức tò mò, rút cuộc là dạng năng lượng nào, vậy mà có thể lan ra toàn bộ tinh cầu. Tiến vào tầng khí quyển, một cỗ nhiệt bạo đánh vào trên thân ba người, nhưng lại bị trận pháp phòng ngự của áo giáp cản lại. Đập vào mắt là một mảnh sáng loáng, năng lượng cuồng bạo tỏa ra tàn sát bừa bãi, đến cả thần niệm của bọn họ cũng nhận phải áp chế cực lớn. Tô Hạo dùng thần niệm bị áp chế cẩn thận điều tra, không phát hiện bất luận dấu hiệu sinh mệnh, đến cả sinh vật dưới mặt đất, căn bản không cách nào thoát khỏi. Xác định trước mặt đúng là nguyên tinh, Tô Hạo dùng dịch chuyển liên tục, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thành phố Tân Kỳ. Hy vọng có thể gặp được ma pháp sư còn sống, nói cho hắn biết xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, Tô Hạo tiến vào trung tâm thành phố Tân Kỳ, cẩn thận điều tra. Tiếc nuối chính là, không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh, đến cả thi thể cũng không có một bộ, toàn bộ đều bị hủy diệt bên trong cỗ năng lượng cuồng bạo, hóa thành tro bụi. Nguyên bản là thành thị phồn hoa nhất, hôm nay đến cả phế tích cũng không có. Đại địa như bị cày qua một lần, hỗn độn không thôi, lại dưới sự thiêu đốt của nhiệt độ, hóa thành dung nham đỏ thẫm, tùy ý chảy xuôi. Trong thời gian ngắn ngủi này, nguyên tinh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tô Hạo nhắm mắt cảm giác, nhưng mà ngoài đống năng lượng hỗn loạn ra, liền không cảm giác được điều gì. Chỉ chốc lát sau, Á Sơn Phong Thành cùng chạy tới nơi này, khó tin nhìn thành phố Tân Kỳ trước mặt. Đến cả Nhạc Tiêu Cung cũng không còn nữa. Phong Thành ở trong nhóm gửi tới icon hoảng sợ, tất cả đều không còn rồi. Đi, ra biển nhìn xem. Loại tình huống này, đại bộ phận sinh vật dưới biển có thể may mắn thoát khỏi. Ba người tiến vào biển sâu, phát hiện trên biển cũng có năng lượng cuồng bạo, nước biển điên cuồng bốc hơi, như là bị đốt nóng. Vô số loài cá tử vong, ngửa bụng trên biển, rất nhanh bị nấu chín. Nhưng vẫn có rất nhiều sinh vật may mắn sống sót. Bất quá trận tai nạn này không biết sẽ duy trì bao lâu, bạo động trên nguyên tinh cũng không có xu thế suy giảm, còn càng ngày càng mãnh liệt, dẫn đến tâm nguyên tinh chấn động kịch liệt. Dưới phản ứng dây chuyền này, sinh vật may mắn sống sót qua đoạn thời gian đầu, chỉ sợ cũng không kiên trì được lâu, liền nhao nhao chết đi. Xưng là đại diệt thế cũng không đủ. Nhìn một hồi, Tô Hạo thở dài nói, xem ra không có tin gì hữu dụng,
chúng ta đi thôi. Linh quang trong đầu Phong Thành lóe lên, không xác định nói, đúng rồi Duy lão đại, trên vệ tinh phong ấn ta có an bài nhân viên quan sát, có lẽ quan sát viên trên đó vẫn còn sống. Hơn nữa, trên vệ tinh còn có máy giám sát, có lẽ sẽ ghi chép lại việc này. Hai mắt Tô Hạo sáng lên, đi. Việc đã đến nước này, không cách nào vãn hồi, quan trọng nhất là phải biết rõ xảy ra việc gì. Ba người lần lượt truyền tống về vệ tinh, sau đó ở trên từng vệ tinh tìm tòi. Chính như lời Phong Thành nói, quả thật có người trực ở vệ tinh. Phong Thành rất nhanh ở đài quan sát, tìm được hai nhân viên ghi chép. Một nam một nữ, ăn mặc quần áo vũ trụ, chính đang nhìn màn hình tính toán, nhìn thấy một cự nhân mặc áo giáp thủy tinh xuất hiện sau lưng, liền sợ giật mình. Cảnh tượng này muốn khủng bố bao nhiêu liền khủng bố bấy nhiêu. Thật giống như trên vệ tinh xảy ra chuyện ma quái. Thời điểm hai người tính kêu lên, Phong Thành lập tức lộ ra thân phận, ta là Phong Thành. Đồng thời rời khỏi trạng thái mệnh tử, lộ ra gương mặt. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 937, Căn nguyên thảm họa. Hai người liền bình tĩnh lại, vấn an, Phong Thành lão sư. Phong Thành cũng không dạy ra hai người này, nhưng mà chỉ cần là người trong tổ thiên văn, đều gọi là Phong Thành lão sư. Phong Thành kinh ngạc, nguyên tinh đã bị hủy diệt, hai người vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Hắn không khỏi hỏi, biết rõ trên nguyên tinh xảy ra chuyện gì không? Hai người liếc nhìn nhau, chuyện gì? Chỗ hai người cách xa nguyên tinh, quan sát trọng điểm vào vũ trụ, vì vậy hai người còn không biết lúc này trên nguyên tinh xảy ra chuyện gì. Phong Thành không đáp hỏi ngược lại, có lịch sử quan sát nguyên tinh không? Nam tử này tên là Nguyên Phong, lập tức nói, có, hệ thống phong thần thiên nhãn tùy thời quan sát động tĩnh nguyên tinh, sau đó toàn bộ số liệu đều được tập hợp ở đây, Lăng Tuyết, đem số liệu điều tra ra. Lăng Tuyên lập tức thao tác máy tính, một bên đem các loại số liệu điều tra, vừa nói, Phong Thành lão sư muốn xem đoạn thời gian nào. Phong Thành nói, số liệu 2 tiếng trước, đợi một chút. Đồng thời Phong Thành ở trong nhóm gửi tới tin nhắn, Duy lão đại, ở chỗ ta có số liệu đối ứng. Tô Hạo nháy mắt xuất hiện bên cạnh Phong Thành, đem hai gã quan sát viên dọa sợ giật mình, Á Sơn cũng xuất hiện sau đó. Sắc mặt hai quan sát viên đỏ bừng, kích động không thôi, âm thầm suy đoán, đây chính là tạo hóa trong miệng Phong Thành lão sư sao, cổ Duy lão đại. Một thân giáp này, cũng quá xuất sắc rồi. Đây chính là, người có thể hủy diệt một tinh cầu. Không, phải nói hắn chính là thần. Hắn liền đứng ở bên cạnh chúng ta có thể quan sát hắn trong khoảng cách gần, quả thật quá tàn khốc rồi. Kiếp này sinh không uổng công, không đề cập tới hai gã quan sát viên kích động thế nào, Tô Hạo vừa đến, lập tức điều tra tư liệu. Quan sát một hồi, phát hiện tai nạn xảy ra trên nguyên tinh, khởi đầu từ hòn đảo nhỏ đặt tiểu thế giới. Hắn lấy video quan sát đảo nhỏ, tập trung vào hòn đảo, chậm rãi phóng to. Chỉ thấy trên, màn hình nước biển đột nhiên chấn động, hình thành một đạo sóng xung kích mãnh liệt, hướng bốn phía khuếch tán. Mà bản thân hòn đảo nhỏ lại bị chấn thành bụi phấn, giống như bột mì bị xoay vụn vậy, trong nháy mắt biến mất. Sau một hồi yên lặng, vị trí đảo nhỏ tỏa ra bạch quang chói mắt, biến thành một đạo ánh sáng màu trắng, thật lâu không tiêu tan. Thời điểm cảnh vật khôi phục lại, đảo nhỏ liền biến thành một biển lửa. Không chỉ như thế, lấy đảo nhỏ này làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán ra ngoài, ngắn ngủn nửa tiếng, liền tràn ra toàn bộ tinh cầu, không ai may mắn thoát khỏi. Sau khi xem xong, Tô Hạo cơ bản đã hiểu chuyện gì xảy ra. Quả nhiên là lấy ta làm tiêu điểm của hệ thống. Bất quá, tiêu điểm này tựa hồ không cách nào tập trung vào vị trí chuẩn xác của ta. Chỉ có thể tập trung vào phạm vi ta thường xuyên hoạt động, sau đó hội tụ năng lượng lại một chỗ, tạo thành vận rủi đặc thù. Xem đi xem lại nhiều lần, Tô Hạo đối với chuyện này đã có suy đoán sơ bộ, có thể xác định chính là vị trí mà vận rủi lần này tập trung đến chính là đảo nhỏ. Năng lượng khổng lồ hội tụ, trong nháy mắt đem đảo nhỏ chấn thành bụi phấn, nếu ta còn ở trên đảo, không kịp thời phòng bị. Nói không chừng cũng bị chấn đến tử vong, bất quá, không trải qua cụ thể, còn không xác nhận được cường độ. Về phần vụ nổ sau đó, có lẽ là do nguyên ở dưới hòn đảo bùng phát, sau đó biến thành năng lượng khổng lồ, hướng ra ngoài xung kích. Duy nhất có chỗ khó hiểu là, vì sao chỉ trong vòng nửa tiếng, liền lan ra toàn bộ tinh cầu.
chính thức đem thế giới này hủy diệt, cũng không phải là hệ thống vận rủi nhắm vào hắn, mà là phản ứng dây chuyền ngay sau đó. Rút cuộc là vì sao? Tô Hạo lâm vào trầm tư, hắn cảm giác, cảm thấy phản ứng dây chuyền tiếp theo rất liên quan tới hắn. Tô Hạo trầm tư, Á Sơn cùng Phong Thành đều tò mò xem video, Phong Thành đặc biệt chỉnh đến vị trí Nhạc Tiêu Cung, nhìn thấy Nhạc Tiêu Cung bị hỏa diễm thôn phệ, mới thở dài bất đắc dĩ, đáng tiếc. Mà hai tiểu quan sát viên, Nguyên Phong cùng Lăng Tuyết càng thêm choáng váng, ngây ra như phỗng, đứng nguyên tại chỗ. Thời điểm Tô Hạo thao tác, hai người bọn họ cũng ở bên cạnh nhìn xem. Thế nhưng mà, bọn họ nhìn thấy gì? Hỏa diễm ngập trời, đem toàn bộ nguyên tinh cắn nuốt. Viên tinh cầu thai nghén vô số sinh mệnh, đột nhiên biến thành một viên hỏa cầu cực lớn, giống như mặt trời. Tận thế sao? Không đúng, có lẽ nên hỏi, đây là nằm mơ đi. Chuyện này nhất định là mơ. Nghe nói ma pháp sư cường đại, có thể điều khiển mộng cảnh, có thể làm nó như thật, làm cho người khác không phân biệt được thật giả. Bọn hắn tất nhiên bị ma pháp sư cường đại điều khiển rồi, bất chi bất giác bị đối phương kéo vào trong mộng cảnh. Ừ, nhất định là như vậy. Trong lòng hai người điên cuồng hét to, tỉnh lại. Tỉnh lại, lại dùng mấy cách thoát khỏi mộng cảnh học được trên mạng thử một lần. Thử thoát ly khỏi ác mộng này, nhưng đều thất bại. Nguyên Phong cùng Lăng Tuyết liếc nhìn nhau, Nguyên Phong kéo cánh tay Lăng Tuyết. Lăng Tuyết hiểu ý, nhìn Phong Thành nói, Phong Thành lão sư, chúng ta đi ra ngoài một vòng. Nói ra đi ra ngoài, trên thực tế muốn đi qua vệ tinh khác, xem tinh cầu của mình có thật sự bị vậy không. Bọn hắn tự tin, loại chuyện quan sát hành tinh này, cho dù là ma pháp sư cường đại, cũng không lừa gạt được tầm mắt bọn hắn, đến lúc đó liền biết thật giả. Phong Thành chỉ gật đầu, cũng không để ý tới hai quan sát viên này. Nguyên Phong cùng Lăng Tuyết mặc xong thiết bị, tiến vào phi thuyền, thuận theo quỹ tích chuyển động đi tới vệ tinh khác. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy được cảnh nguyên tinh hừng hực thiêu đốt. Liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn biết đây là sự thật, mắt thường có thể thấy được ngọn lửa đang tàn sát bừa bãi khắp nguyên tinh, cuồn cuộn không dứt. Hào quang màu vàng chiếu vào mặt hai người, một cỗ sóng nhiệt cường đại đập vào mặt, như là đang nhìn thẳng vào mặt trời. Nguyên Phong sững sờ nói, đây là thật sao, tinh cầu của chúng ta, bốc cháy rồi. Lăng Tuyết thất thần lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Chúng ta không phải, hết đường về nhà rồi sao? Thời điểm đi lên còn tốt, lúc về muốn cũng không được. Bằng hữu gia đình bọn họ, xem ra không còn nữa rồi. Nếu lúc này hỏi tâm tình của hai người thế nào, bọn hắn cũng không biết trả lời ra sao. Muốn để bọn hắn phát biểu cảm nghĩ, nói không chừng chỉ muốn chửi tục. Hiện tại đầu óc đều vang lên ông đấy, chuyện gì cũng không suy nghĩ được, đến cả cảm xúc bi thương cũng tạm thời mất đi. Không biết qua bao lâu, Nguyên Phong chậm rãi khôi phục lại, cũng không có nét mặt thất thố, chỉ là nhìn Lăng Tuyết với ánh mắt vô hồn, quả thật, không trở về được nữa rồi. Khả năng từ nay về sau chúng ta sẽ sinh hoạt ở trên vệ tinh. Lăng Tuyết gật gật đầu. Trong lúc suy nghĩ miên man, đồng tử Nguyên Phong co rụt lại, trong nháy mắt sợ hãi không thôi, toàn thân run rẩy. Hắn cưỡng ép không run lên cầm cập, thấp giọng hỏi, Lăng Tuyết, ngươi nói xem, nguyên tinh không phải do lão đại của Phong Thành lão sư, tạo hóa cổ duy phá hủy chứ. Dù sao, trong nhận thức của mọi người, cũng chỉ có Tô Hạo mới có năng lực này. Lăng Tuyết nghe xong cũng giật mình, thể xác cùng tinh thần trong nháy mắt sợ hãi, theo bản năng lùi về phía sau hai bước, tìm kiếm cảm giác an toàn. Nàng chỉ lắc đầu, một câu cũng không nói nên lời. Hai người bọn họ dường như biết được chân tướng. Nhưng mà trong đầu lại xuất hiện một câu hỏi, cổ duy tiên sinh vì sao phải phá hủy thế giới? Có người đắc tội hắn sao? Sau đó, lại xuất hiện thêm câu hỏi nữa, có nên hỏi cổ duy tiên sinh một tiếng không, vì sao hắn lại hủy diệt thế giới? Mấu chốt là, bọn họ không dám. Tô Hạo suy nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu nói, đi, trở về nguyên tinh nhìn xem. Có lẽ, ta đã biết vì sao năng lượng của hệ thống vận rủi liền, lan ra toàn bộ tinh cầu rồi. Á Sơn Phong Thành ngạc nhiên quay đầu nhìn Tô Hạo. Duy lão đại ngưu bức, bọn hắn còn đang suy nghĩ chân tướng, vậy mà Duy lão đại muốn phá án rồi hả? Cũng không suy nghĩ quá nhiều, cùng theo Tô Hạo biến mất. Ba người liên tục dịch chuyển, rất nhanh về tới nguyên tinh, xung quanh đều là năng lượng cuồng loạn. Mà Tô Hạo dường như bỏ qua những năng lượng này, đứng yên trên không, kiềm chế thần niệm, cẩn thận cảm giác không khí biến hóa xung quanh. Một lát sau, Tô Hạo đột nhiên mở to hai mắt, thì ra là thế.
căn nguyên còn do ta một tay tạo thành đấy. Á Sơn và Phong Thành đều đầu đầy hỏi chấm. Chương 938, rung động 1. Á Sơn cùng Phong Thành đều biết rõ Tô Hạo có virus tinh cầu, cường đại đến mức có thể phá hủy một hành tinh. Nhưng mà dưới nhận định của hai người, Tô Hạo không có lý do để hủy diệt nguyên tinh, và lại, sự ăn mòn của virus tinh cầu cũng không như hình dạng hỏa diễm của nguyên tinh lúc này. Vì vậy, trận tai nạn này của nguyên tinh cũng không phải do Tô Hạo dùng virus tinh cầu tạo thành. Như vậy dạng lực lượng gì mới có thể hủy diệt một hành tinh? Tô Hạo thấy hai người tràn đầy nét khó hiểu, không khỏi thở dài nói, bởi vì trước mặt năng lượng quá mức hỗn loạn, ta ngay từ đầu còn không phát hiện được nguyên nhân. Thẳng đến khi ta xem được đoạn video khi xảy ra thảm họa, mới đoán được kết quả, hôm nay tới đây nhìn kỹ, quả thật như ta sở liệu. Nguyên tinh bị hủy bởi ma lực. Á Sơn cùng Phong Thành vẫn khó hiểu như cũ, ma lực. Bọn hắn đương nhiên biết ma lực trong miệng của Tô Hạo là gì, chính là nguyên có trong không khí, không có chỗ nào không có. Là ba người bọn họ đem tai họa phong ấn xong, đem tiêu điểm của hệ thống tai họa thiết lập vào trong không khí, khiến cho không khí kèm theo nguyên, theo thời gian chuyển rời, nồng độ nguyên càng ngày càng cao. Nhưng mà, trận thảm họa này có liên quan gì đến nguyên? Chẳng lẽ là bị nguyên khởi xướng? Chỉ thấy Tô Hạo tiếp tục nói, chúng ta chỉ biết là, trong không khí tràn đầy nguyên, không cách nào tụ họp lại với nhau, biến thành nguyên châu. Nhưng bản thân cũng không biết, nguyên ở trong không khí, sau khi đạt tới một giới hạn nhất định, sẽ xuất hiện một vài tính chất khác biệt. Theo thời gian trôi qua, chúng ta đều không để ý tới, nguyên trên tinh cầu càng ngày càng nhiều, đạt tới tình trạng vô cùng nguy hiểm. Lúc này đây nguyên tinh biến thành dạng này là vì trên đảo nhỏ phát sinh vụ nổ, làm từ trường trở nên hỗn loạn, đem cân bằng của nguyên trong không khí phá vỡ, cũng sinh ra phản ứng dây chuyền, lấy tốc độ cực nhanh lan khắp nơi trên thế giới. Nói cách khác, chỉ cần là nơi có không khí lưu động, liền không thể thoát khỏi. Á Sơn Phong Thành giật mình, thì ra là thế. Đương nhiên, Tô Hạo cũng không chỉ đến vậy, hắn còn suy đoán, phản ứng dây chuyền này liên lụy toàn bộ nguyên trên nguyên tinh. Bom gồm là ma lực trong cơ thể ma pháp sư, cũng là nơi chứa rất nhiều nguyên châu. Có lẽ, thời điểm xảy ra thảm họa, ma lực trong cơ thể ma pháp sư không khống chế được liền bộc phát, trong nháy mắt đem thân thể nổ tung, so với người bình thường còn chết nhanh hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao không ai may mắn thoát được. Trên thực tế, ma pháp sư nắm giữ sức mạnh rất cường đại, mà năng lượng cuồng bạo trên nguyên tinh tuy mạnh, nhưng vẫn có một vài ma pháp sư có thực lực cường đại, có thể may mắn sống sót. Nhưng mà hiện tại, đến cả một người sống còn không có, điều này đã nói rõ vấn đề. Có phải vậy không? Chỉ cần làm chút thí nghiệm nhỏ liền biết. Nghĩ tới đây, Tô Hạo lấy ra một quả nguyên châu, đột nhiên ném ra xa. Ngưu. Không đến một giây, nguyên châu tỏa ra tia sáng chói mắt, biến thành một chùm sáng hình tròn cực lớn. Oành. Ngay sau đó tiếng nổ tung vang lên, sóng xung kích cường đại đem Á Sơn cùng Phong Thành đẩy về phía xa. Tô Hạo thầm nói, quả nhiên là thế. Hôm nay trên viên tinh cầu này vẫn còn phản ứng dây chuyền. Chỉ cần nguyên châu xuất hiện, đều không thể bảo trì trạng thái ổn định, cuối cùng chuyển hóa thành năng lượng, bộc phát ra ngoài. Mà nguyên trong cơ thể ba người bọn họ, sở dĩ có thể giữ gìn, là vì có phòng ngự dễ vỡ của mệnh tử bảo vệ, có thể ngăn cách các loại từ trường, đồng thời ngăn cách nguyên trong cơ thể bạo động. Á Sơn Phong Thành bay lại bên cạnh Tô Hạo, làm sao vậy Duy lão đại? Tô Hạo trầm mặc một hồi, sau đó nói, đi ra ngoài trước rồi nói. Hai người bọn họ liếc nhìn nhau, cùng Tô Hạo bay về vũ trụ. Đi ra bên ngoài vũ trụ, ba người lẳng lặng trôi nổi trên không trung, nhìn tinh cầu bị thiêu đốt phía dưới. Ba người bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến, bởi vì hệ thống phong ấn tai họa của bản thân lại đưa đến thảm họa cho nguyên tinh. Sinh mệnh vĩ đại của tinh cầu lại yếu ớt đến như vậy. Trong lòng Tô Hạo cảm thấy điều hưu, từ khi chúng ta chế tạo hệ thống phong ấn, cho rằng thế giới sẽ phát triển tốt hơn, nhưng bất quá chỉ là một bên đa tình mà thôi. Từng thế giới đều có quy luật vận hành của mình, đều có xu thế tự mình phát triển, chúng ta tự tiện thay đổi, thứ mang đến không phải là hạnh phúc, mà là thảm họa. Nếu chúng ta không có sức mạnh, dày vò thế nào cũng không sao, nhưng chúng ta nắm giữ sức mạnh càng lớn, đối với thế giới bản địa, tổn thương càng lớn.
Các bạn đang nghe chuyện Nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 939, rung động 2. Coi đây làm bài họa, ba người chúng ta nắm giữ sức mạnh cường đại, tương lai làm việc còn cần phải để ý, không thể tùy ý làm bậy. Á Sơn Phong Thành lập tức nói, tốt, Duy lão đại. Tô Hạo suy nghĩ một chút, lại bổ sung, trước khi hiểu rõ mọi thứ, không thể tùy ý làm bậy. Nhưng nếu có thể nắm chắc kết quả cuối cùng, có thể phóng tay mà làm. Á Sơn cùng Phong Thành đều trầm mặc. Duy lão đại nói gì cũng đúng. Á Sơn hỏi, Duy lão đại, tiếp theo chúng ta làm gì đây? Tô Hạo chỉ vào hệ thống vệ tinh nói, chúng ta trước đem đám vệ tinh điều chỉnh, phá đi tiêu điểm hệ thống. Hai người nghe xong, lập tức hiểu ý của Tô Hạo. Hôm nay vệ tinh còn đang vận hành, thì trong không khí mỗi giây mỗi phút đều chuyển hóa thành nguyên, dưới phản ứng dây chuyền lại tiếp tục nổ tung. Chuyện này có nghĩa là, thảm họa của nguyên tinh còn kéo dài một đoạn thời gian mới có thể bình phục lại. Ít nhất cũng phải đợi đến lúc năng lượng bão hòa, đem hệ thống tiêu điểm của tự nhiên khôi phục lại. Mau chóng dẹp đi thảm họa, nói không chừng tinh cầu được cứu trợ. Ít nhất, tương lai xa xôi, còn có cơ hội xuất hiện sinh mệnh. Ba người Tô Hạo rất nhanh hành động, theo thứ tự phá đi vận hành của vệ tinh, thậm chí đem một bộ phận vệ tinh chuyển đến nguyên tinh. Núi trở về với đất, cái gọi là hệ thống phong ấn tai họa cũng không cần, chỉ cần đừng để thảm họa tiếp diễn là được. Chỉ chốc lát sau, Phong Thành đột nhiên gửi tin nhắn tới, Duy lão đại, nơi này còn hai quan sát viên may mắn sống sót, chúng ta nên xử lý thế nào? Tô Hạo nói, mang về phi thuyền khởi nguyên đi. Tốt, Duy lão đại. Vài ngày sau, bọn hắn đem toàn bộ hệ thống tiêu điểm phá hư, nhưng mà nguyên tinh cũng chưa triệt để bình phục lại, còn không biết cần bao lâu. Loại thảm họa tinh cầu một khi phát sinh, lại dẫn ra phản ứng dây chuyền, vượt quá tưởng tượng. Để muốn bình phục lại, không có hơn mấy trăm nghìn năm, liền đừng nghĩ tới. Tô Hạo ở trên nguyên tinh quan sát hồi lâu, xác nhận tạm thời đã phá hư toàn bộ hệ thống tiêu điểm, đối với Á Sơn cùng Phong Thành nói, hai người các ngươi trước trở về phi thuyền đi. Ta ở chỗ này nghiên cứu thêm một hồi. Á Sơn cùng Phong Thành theo lời quay lại phi thuyền. Mà Tô Hạo cũng không vội vã tiến vào nguyên tinh, cũng không đi nghiên cứu tại sao ma lực lại bộc phát ở trong không khí. Mà là, một thân một mình, lẳng lặng trôi nổi ở vũ trụ, nhìn vào viên tinh cầu bị thiêu đốt trước mặt, thật lâu không nói gì. Nội tâm vốn đã bất động thật lâu, lúc này cũng run lên nhẹ nhẹ. Á Sơn cùng Phong Thành quay lại phi thuyền, phi viên lập tức chào đón, trên mặt lo lắng hỏi, Á Sơn tiên sinh, Phong Thành lão sư, tình hình nguyên tinh thế nào rồi? Vài ngày trước, Phong Thành đem Nguyên Phong cùng Lăng Tuyết mang về phi thuyền, tạm thời thu xếp, phi viên từ trong miệng của hai người cũng biết được chuyện nguyên tinh bùng cháy, ngoài ra cái gì cũng không biết. Hắn đối với hành tinh mẹ của mình rất có cảm giác, bức thiết muốn biết được đáp án, nhưng cầu trung chuyển trong tay đã mất đi hiệu lực với nguyên tinh, không cách nào quay về. Phong Thành nói, nguyên tinh phát sinh tai họa đặc thù, ma lực trong không khí bị đốt cháy, xảy ra bạo tác, liên lụy cả khối tinh cầu. Hôm nay trừ hai gã quan sát viên ta mang về, liền, không có người nào may mắn sống sót. Tuy rằng đã dự cảm có chút không thế, thế nhưng từ miệng Phong Thành biết được tình huống, cũng khiến cho phi viên khó tiếp nhận. Đầu óc của hắn trở nên hỗn loạn, lẩm bẩm nói, tại sao có thể, trước khi đi rất tốt mà, không hề có dấu gì, sao lại khiến ma lực bùng cháy. Á Sơn giải thích nói, nguyên là thứ thần kỳ nhất mà ta từng gặp, đương nhiên, cũng là thứ nguy hiểm nhất. Thế nhưng của ngươi bởi vì nguyên mà trở nên phong phú, nhưng cũng ẩn chứa nguy hiểm không thể nào dự đoán. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện nhất định, tất cả nguyên trên thế giới sẽ bùng phát, đem mọi thứ thôn phệ hết thảy. Giống như virus tinh cầu của Duy lão đại. Đáng tiếc chính là, chúng ta không biết điều kiện bùng phát của nó là gì, không cách nào sớm dự phòng. Việc đã đến nước này, nếu không rõ, ai có thể biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Ai có thể cam đoan thế giới sẽ vĩnh viễn tồn tại? Nói xong, Á Sơn liền rời đi trước. Phong Thành cũng chuẩn bị ly khai, đột nhiên phi viên gọi lại, Phong Thành lão sư, có thể dẫn ta quay về nguyên tinh không? Ta muốn nhìn một lần. Phong Thành cũng không từ chối, đương nhiên có thể, bất quá phải đợi Duy lão đại về rồi nói. Duy lão đại bây giờ còn đang nghiên cứu nguyên nhân, đợi khi hắn tìm được phương án mới có thể tới được. Nếu không, thời điểm ngươi vừa xuất hiện ở nguyên tinh, nguyên trong cơ thể ngươi sẽ đem ngươi chấn vỡ vụn.
Chương 940, đừng sợ, có ta ở đây, 1. Tu Tiên Tinh cuối cùng có bị hủy diệt hay không, Tô Hạo cũng không biết được. Hắn cũng không tận mắt nhìn thấy tinh cầu bị hủy diệt, có lẽ nền văn minh tu tiên, dưới sự hợp lực của mọi người, may mắn gìn giữ. Mà Nguyên Tinh, cứ như vậy bị thiêu đốt cháy rụi, từng là nền văn minh Pháp Sư, liền hóa thành cho bụi. Bảo vật duy nhất mà thế giới này còn có, chính là các loại tin tức mà hắn ghi chép ở trong quả cầu không gian, bao gồm nhân vật, tri thức. Đây là lần đầu tiên Tô Hạo thấy một nền văn minh diệt vong, trong nội tâm xuất hiện sự phức tạp khó hiểu. Không thể nói là bi thương hay thống khổ, nhưng có chút không được tự nhiên. Thật giống như, trong lồng ngực có một đoạn khí, vô luận thế nào cũng không chút ra được. Nếu hắn đối mặt với tinh cầu va chạm, liền có đầy đủ năng lực phá vỡ tinh cầu, chuyển sinh nhiều năm như vậy, liền vô cùng nỗ lực nghiên cứu, tìm được phương pháp phá vỡ tinh cầu. Đáng tiếc là, tai họa hàng lâm tới, cũng không phải va chạm tiểu hành tinh. Điều này làm cho Tô Hạo vốn có nội tâm cường đại, cũng xuất hiện cảm giác biệt khuất. Nhưng đối với chuyện này, hắn không thể tránh được, phải mau chóng tìm được hệ thống vận rủi. Không đem nó triệt để giải quyết, ta liền không cách nào an tâm. Như vậy, ta nên làm thế nào đây, làm thế nào mới tìm được hệ thống vận rủi? Có một số việc chính là như vậy, trong lòng muốn đi làm, muốn hoàn thành mục đích, nhưng lấy thực lực của bản thân, căn bản không thể hoàn thành. Tô Hạo trong lúc này cũng cảm giác được bản thân còn hết sức nhỏ yếu. Đối với vũ trụ khổng lồ mà nói, hắn có lẽ cũng chỉ như hài tử 2 đến 3 tuổi trước đây, không có gì khác nhau. Nhỏ yếu như hắn, có tư cách gì thương cảm cho Nguyên Tinh? Hắn nên vì chính mình mà cảm thấy thương cảm, có năng lực cứu vớt, nhưng lại có chút thiếu sót, loại cảm giác nửa vời này khiến hắn vô cùng khó chịu. Từ bên ngoài không gian nhìn xuống, Nguyên Tinh lúc này vẫn hừng hực thiêu đốt, tựa hồ không có gì bất ổn. Hắn chỉnh đốn lại tâm tình, hướng Nguyên Tinh bay đi, trước đem cơ chế phản ứng dây chuyền biết rõ rồi tính sau. Loại việc nho nhỏ này, đối với hắn mà nói, vô cùng đơn giản, rất nhanh liền biết rõ nguyên lý, trên thực tế, có cùng loại chấn động với vector hóa nguyên. Mà muốn kết thúc loại phản ứng này, chỉ cần dùng khí ức chế biến đổi hóa nguyên liền có thể nhẹ nhõm đè xuống. Tiếc nuối chính là, thời điểm phát sinh thảm họa, hắn không ở trên Nguyên Tinh. Hoặc là nói, cho dù ở trên Nguyên Tinh, hắn cũng không nhất định phản ứng kịp. Tô Hạo dạo quanh Nguyên Tinh một vòng, đem viên tinh cầu này nhớ thật sâu vào đầu, sau đó trực tiếp truyền tống về phi thuyền. Đem báo cáo điều tra trên Nguyên Tinh, đưa lên trợ thủ vạn năng, sau đó tiến vào phòng thí nghiệm. Sau khi Phong Thành biết được Tô Hạo trở lại, liền cố ý nhìn báo cáo điều tra của Tô Hạo, sau đó tìm phi viên nói, ngươi có muốn về Nguyên Tinh nhìn một chút? Phi viên hít sâu một hơi, gật đầu nói, quay về. Phong Thành cũng không nói gì, dùng cân bằng thuật lên thân phi viên, sau đó đặt tay lên vai hắn, kết nối với định vị thạch trên vệ tinh, truyền tống về. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn lần nữa trở lại. Thoạt nhìn phi viên khá trầm lặng, không có sức sống như ngày xưa. Trên Nguyên Tinh thậm chí không có một người, hắn cũng không hiểu vì sao mình ỉu xìu như vậy. Có lẽ chỉ là đột nhiên biến thành cô hồn trong vũ trụ làm hắn có chút không thích ứng đi. Tinh cầu ở trước mặt thảm họa còn như vậy, thế nhân loại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng phải càng thêm yếu ớt. Phong Thành vỗ vỗ bả vai phi viên nói, mẫu tinh của ta có lẽ cũng bị hủy diệt, nhưng mà ta rất may mắn đấy, vì vậy có lần thứ hai cũng không khiến ta cảm thấy bàng hoàng. Ngươi có thể coi phi thuyền là mẫu tinh thứ hai, dù sao, từng gốc cây ngọn cỏ nơi đây đều lấy từ Nguyên Tinh, không khác gì nhau. Phi viên gật đầu, cảm ơn Phong Thành lão sư. Phong Thành đi rồi, phi viên ngồi trên đồng cỏ, lặng lặng nhìn hòn đảo nhỏ trước mặt, lẩm bẩm nói, ngôi nhà thứ hai. Đúng lúc này, hắn thấy hai thân ảnh lén lút từ xa đi tới, là Nguyên Phong cùng Lăng Tuyết. Phi viên liếc liếc, im lặng nói, xuất hiện đi, ta thấy các ngươi rồi. Lăng Tuyết là một nữ tử có tướng mạo thanh tú, hôm nay là nữ tử duy nhất còn lại, dưới nhận định của Nguyên Phong, vô cùng quý hiếm. Mới qua vài ngày, Nguyên Phong có xu hướng biến thành liếm cẩu của Lăng Tuyết. Lăng Tuyết đẩy Nguyên Phong đi trước, Nguyên Phong ấp úng, nghẹn lấy cả buổi mới hỏi, phi viên lão sư, người cùng tạo hóa cổ duy là một nhóm sao? Câu hỏi này, phi viên không biết trả lời thế nào.
Các bạn vừa nghe xong tập 94 của bộ truyện Nhật ký Thành Thần Của Ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.